Nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, xin kính chào quý anh chị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của em. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có một buổi sáng thật là hạnh phúc bên gia đình nha. Hôm nay em về ấp Tây 1 của xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho quý anh chị mình một căn nhà nông thôn và một mảnh vườn dừa ở phía sau nha. Diện tích của mình ngang là 8m, mình sâu vào là 75m, tổng diện tích thửa đất mình là 598m nha quý anh chị. Con đường này nè, mình di chuyển ra quốc lộ 1A tầm khoảng là 500m á. Mình di chuyển vào đây là đường ô tô 4 chỗ thôi nha anh chị. Mình cách đường đan 3m của đường ấp Tây 1 của xã Long Định á, mình cách khoảng 200m thôi. Và con đường bên đây nè quý anh chị, mình di chuyển về đường nhựa Kinh Kháng Chiến khoảng 150m là mình tới con lộ nhựa Kinh Kháng Chiến nha. Mình di chuyển về cầu Kinh Sáng xã Long Định về một hướng về chợ Dòng Dứa và cầu Rượu nha quý anh chị. Ở đây mình cách chợ Long Định và ủy ban điện máy xanh cách khoảng 500m thôi, từ quốc lộ 1A mình di chuyển vào đây là rất là gần luôn. Hôm nay em muốn giới thiệu quý anh chị là một cái căn nhà và một cái mảnh vườn dừa ở phía sau nha. Diện tích của mình ngang là 8m và mình sâu vào là 75m nha. Ở đây nè quý anh chị, có điện, có nước, wifi, có đầy đủ luôn. Chút xíu nữa em sẽ vào quay tổng quan căn nhà cho quý anh chị mình nắm luôn nha. Nhà mình có 148m thổ cư nha. Ở đây nè quý anh chị, có đèn đường ha, có điện, gia chủ đã vô sẵn luôn. Xung quanh gia chủ đã làm hàng rào xung quanh hết rồi. Để em di chuyển vào căn nhà bên trong cho quý anh chị mình nắm trước thông tin cái nha. Ở đây nè quý anh chị, mình có thể về đây mình dời cái cổng này lại, mình xe hơi mình vào tới căn nhà của mình luôn. Và ở phía trước này nè quý anh chị, mình có thể làm máy tiền chế nha. Gia chủ cũng đã đóng rất là đẹp ha. Chủ đã bắt gặp hết nè quý anh chị. Ở đây là cái phòng khách nè, cửa rồi chủ đó làm lại toàn là mới nha anh chị. Ở đây rất là đẹp ha. Ở đây là cái phòng khách nè quý anh chị, mình có thể về đây mình mua bàn ghế thêm chút đỉnh nữa mình làm ở phòng khách ở đây. Và cái đây là cái phòng kế bên nha anh chị. Nhà mình có hai phòng ngủ và một toilet nha quý anh chị. Đó, nhà mình rất là sáng và cũng rất là đẹp ha anh chị. Ở đây là căn nhà của mình đây, có hai phòng ngủ. Để em mở cái la bàn lên cho quý anh chị mình nắm nhà mình quay về hướng nào luôn nha. Nếu quý anh chị mình ở thành phố Mỹ Tho, mình có thể di chuyển về đây khoảng 15 km nha quý anh chị. Nhà mình quay về hướng Tây Bắc, hướng Bắc nha anh chị, hướng Tây Bắc. Chánh là Tây Bắc nha. Quý anh chị mình chờ em chút xíu, em mở sẽ mở cái định vị lên cho quý anh chị mình nắm luôn. Nếu quý anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh á, mình di chuyển về đây cũng rất là gần nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh mình có thể di chuyển từ ngã tư Đồng Tâm hướng về cầu Kinh Sáng Long Định đó quý anh chị. Đất mình cách cầu Kinh Sáng Long Định khoảng 500m thôi, cũng rất là gần ha. Đó, để em mở cái vị trí cho chị mình xem nè. Nếu quý anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, mình có thể di chuyển về đây khoảng 70 km nha quý anh chị. Đó, để em quay vào phòng cho chị mình xem nè. Ở đây mình gia chủ đó cũng đã thiết kế cũng rất là đẹp ha. Với giá bán là 1.400.000.000 nha. Gia chủ mình không thương lượng, giấy tờ là thế anh ấy đóng nha quý anh chị. Ở đây là căn phòng thứ hai của mình nè, rất là đẹp ha. Gia chủ thiết kế rất là đẹp vào khu vực ở phía sau bếp nấu ăn quý anh chị. Đó, đây là căn phòng thứ hai đây. Gia chủ có thiết kế lại tất cả luôn, mọi phòng mọi khác hết nha.
để mở cái định vị cho anh chị mình nắm luôn nha. Nhà mình nè, ở đây mình ngay cầu Long Định nha quý anh chị, quốc lộ 1A nè, ở đây có trường học cấp 1, cấp 2, điện máy xanh cũng rất là gần luôn. Hiện em đang đứng cái này là quý anh chị, ở đây là quốc lộ 1A, đây là chợ Long Định nè, ở đây chợ Long Định ngay chỗ cầu Long Định luôn nha quý anh chị. Đó, đây là khu dân cư ở rất là đông đúc, rất là thuận tiện cho quý anh chị mình mua về để mình nghỉ dưỡng nha quý anh chị, với giá bán là 1 tỷ 400 triệu, gia chủ không thương lượng nha. Giấy tờ thì thế ai nấy đóng nha quý anh chị. Đó, đây là khuôn viên ở cái phòng bếp ở phía sau nha. Đó, có gì mình mua thêm cái vật dụng để mình nấu ăn đồ ở đây nè quý anh chị. Đó, đây là khu vực ở phía sau, và đây cái đây là cái phòng vệ sinh nha quý anh chị. Đó, gia chủ nó làm rất là mới luôn. Nếu quý anh chị nào có nhà ý muốn xem căn nhà vào thửa đất vườn, quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ nhận có nhân viên dẫn cho quý anh chị và các bạn mình xem thửa đất này và gặp chính chủ nha. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho quý anh chị mình á san lấp mặt bằng và làm hàng rào. Nếu quý anh chị mình có nhu cầu, bên em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị luôn. Ở khu vực ở phía sau nè quý anh chị, gia chủ mình trồng dừa nha. Và đây có mình mà có một cái ao luôn, có thể mình về mình nuôi cá thêm nha. Và khu vực phía sau mình có thể chăn nuôi như gà, vịt đồ nha anh được nha anh chị. Khu vực ở phía sau gia chủ đã làm hàng rào hết rồi. Để em di chuyển ra phía sau cho quý anh chị mình nắm luôn. Đất mình nằm thuộc ấp Tây 1 của xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đất mình cách quốc lộ 1A khoảng 500m thôi. Đất mình có tổng diện tích là 598 hết 2m2 nha anh chị. Trên đất mình có 148 mét thổ cư nha. Với giá bán là 1 tỷ 400 triệu, gia chủ mình không thương lượng. Nếu quý anh chị mình có thích thửa đất và một cái mảnh vườn dừa ở phía sau, quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho quý anh chị mình xem thửa đất này và gặp chính chủ nha. Đó, căn nhà mình rất là đẹp nha anh chị, và cái khu vực ở phía sau mình có thể mình chăn nuôi nè. Đó, rất là lý tưởng nha anh chị, với giá bán 1 tỷ 4, cũng rất là hợp lý. Nhà mình có 148 mét thổ cư luôn nha anh chị. Đó, nhà mình gia chủ đã lên thổ cư rồi. Đó, mình di chuyển ra quốc lộ A cũng rất là gần, đường xe thì 4 chỗ mình có thể tới căn nhà của mình luôn. Xung quanh gia chủ đã làm hàng rào và xung quanh này nha anh chị. Mình về đây mình cũng không cần thiết để mình lên thổ cư gì hết, gia chủ đã vô lên sẵn cho mình rồi. Đó, khu vực ở phía sau nè anh chị, gia chủ đã làm hàng rào xung quanh. Đó, rất là đẹp luôn, có thể về đây mình chăn nuôi cái gì cũng được, cũng ở đây an ninh cũng rất là cao. Đó, có thể ở phía sau nè mình có thể về mình trồng bưởi nha anh chị, mít, dừa, trồng nhiều loại cây ăn trái khác cũng được nha. Đó, nhà mình rất là đẹp, ở đây không khí rất là mát mẻ ha. Đây buổi sáng cũng rất là mát mẻ, mình có thể mình mua căn nhà này về ở phía sau mình có thể mình chăn nuôi và làm một cái mảnh vườn để mình nghỉ dưỡng anh chị, rất là tuyệt vời ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem video, hẹn quý anh chị và các bạn ở phần video tiếp theo nha.